Không nói được. Nói được nhưng hơi khó. Hơi khó nói nhá. Vâng, nói cho cũng nói cho. Mọi người nghe cũng quen. Các bạn cũng chờ. Chờ. Rồi, chèn lên. Bây giờ cháu nói như nào, cháu thử nói cho nghe em nào. Chào chị. Nói thì mới lại của con bây giờ, con bị trào ngược dạ dày đâm ra là lúc nào trong cổ con nó cũng có đờm, có đờm nước đẩy lên ấy, đâm ra nói lại càng khó. Uống dần dần là có thể dần dần sẽ ổn, sẽ tiêu đi. Cố gắng làm sao thì vẫn cho nó vận động, cứ để nó làm sao để nó nói bình thường. Vâng. Và khuyến khích nói, tập nói cho con lưỡi nó đỡ bị cứng, nói mới dễ. Phải... dần bây giờ về cái chân u thứ nó phải tiêu đi, nó mới đỡ chèn ép, thì dần nó mới đỡ cái nửa người bên trái này được. Con vẫn phải tập thể dục nhá, tập thể dục thì dần dần nếu mà cho đến đây mà châm cứu bấm huyệt được thì nó sẽ giúp cho cái cơ các thứ nó sẽ hồi phục tốt hơn. Thuốc của mình với lại thuốc của cháu ở thị thì có dùng được, vẫn được, nó còn giúp cho làm cho cân bằng cơ thể nó còn đỡ hơn rất là nhiều.